6 lần xuống thăm địa ngục. Bạn có tin rằng tồn tại một cõi đầy bí ẩn và sự khủng khiếp được gọi bằng một cái tên mà khi chỉ nhắc tới thì ai cũng phải rùng mình? Địa ngục. Tôi là Hoàng Minh Thắng, sống tại thôn Vĩnh Lưu, Phú Lương, Phú Giang, Thừa Thiên Huế, sinh năm 1989. Câu chuyện sau đây có thể khiến bạn nghi hoặc, hoang mang hay sợ hãi, nhưng với tôi, nó là một trải nghiệm chân thực, tôi sẽ không bao giờ có thể quên trong cuộc đời. Nó khiến thay đổi thế giới quan của tôi một cách sâu sắc. Và trên hết, nó dạy tôi sống tử tế và biết trân trọng từng giây phút được sống, ý nghĩa ở kiếp người. Tôi thường xuyên bị bóng đè, có những lần thấy rõ những hình ảnh đó, khi thì là anh bộ đội, khi thì là một cô gái. Nhưng vốn là một học sinh chuyên toán, giờ đi làm nhà nước, lại làm về khoa học, nên tôi cảm thấy hiện tượng bóng đè là hiện tượng khoa học và không lấy làm sợ hãi hay có chút suy nghĩ gì. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lần đó. Vào khoảng tháng 8 năm 2017, vẫn như thường lệ, tôi lại bị bóng đè. Lần này vẫn là cô gái mà tôi hay gặp trong những lần trước. Thường thì cô ấy chỉ đứng cạnh tôi, khuyên răn tôi những điều hay lẽ phải. Tôi nghĩ cô ấy là người tu hành. Nhưng lần này thì khác. Cô ấy cùng một người đàn ông trung niên khác dẫn tôi đi tới một nơi. Nơi ấy, ban đầu hai bên đường đều là hoa màu đỏ và vàng úa. Họ nói là hoa la lan và hoa sa đéc. Lại gần xem thì hoa có 5 cánh sắc nhọn, trông rất lạ. Rồi chúng tôi đi tới một chiếc cầu nhỏ, gặp một người phụ nữ. Bà ấy nói đây chính là âm phủ và báo cho tôi biết thứ bảy này trong họ nhà tôi sẽ có người mất. Đi qua con đường đầy hoa đó là một con sông, trải dọc bờ sông là những chiếc xích cực lớn, cỡ như một người đàn ông 60 kg. Rồi tôi gặp một nhóm rất đông, những người nói rằng họ đã chết. Có những người nói họ muốn đi cùng tôi, lại có những người dọa dẫm tôi. Cũng có vài người nhận ra rằng tôi chưa chết. Những người này cho rằng tôi có oai thần rất lớn mới có thể còn chưa chết đã xuống đây. Nhưng hơn ai hết, tôi biết rằng tôi có người dẫn đường, phù hộ cho thì mới xuống đây được. Bỗng nhiên tôi được đưa trở lại dương gian và tỉnh lại. Xong, dằn dặn trong đầu là lời dặn dò của cô gái kia, phải lo tu. Có lẽ mọi thứ tôi sẽ cho là một giấc mơ kỳ quái thôi nếu không có chuyện này. Quả nhiên là vào thứ bảy tuần đó, có một người trong gia tộc tôi qua đời, y như lời người phụ nữ kia đã báo. Điều đó khiến thế giới quan của tôi đảo lộn. Tôi suy nghĩ rất nhiều và dần nhận ra trên đời còn tồn tại những thế giới khác, chứ không chỉ mỗi thế giới vật chất này. Sau lần đầu tiên đó, vào tháng 3 năm 2018, một lần nữa, cô gái ấy lại dẫn tôi đi. Tôi được dẫn đến một khu rất đông người, nhưng lần này cảnh tượng thật đáng sợ. Người người lớp lớp nhô lên ngập xuống, quằn quại trên một bề mặt toàn lửa là lửa. Nhìn kỹ thì là nham thạch nóng chảy đang sôi lên sùng sục. Trời đất thiên địa ơi, lửa bình thường đốt đã đau đớn lắm rồi, đây là nham thạch nóng chảy thì đau đến mức nào? Khi tôi còn đang chưa hết bất ngờ thì một bàn tay chụp đến, kéo chân tôi xuống. Sợ quá, tôi chỉ còn biết niệm Phật liên hồi. Thật kỳ diệu, một sức mạnh vô hình giữ tôi lại. Họ đã không thể kéo tôi xuống được biển lửa đó. Tôi liền chạy thật nhanh thì đến một khu vực. Ở đây có những bàn nhậu, nhiều người đang ngồi quanh bàn. Nhưng đây là địa ngục nên bàn nhậu không có giống như trần gian. Có bia nhưng không được uống. Không ai đánh đập mà họ tự quay cuồng đến mức độ điên dại. Họ dò đầu, bứt tai, quằn quại vô cùng đau đớn. Và bên cạnh họ, tôi nhìn thấy một bảng ghi rất rõ.
tội sử dụng bia rượu và các chất gây nghiện. Tôi lại đi tiếp, tới một chiếc cầu treo rất nhỏ và khó đi. Tôi lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cây cầu lắc lư, nhưng rồi tôi cũng vượt qua được. Vừa qua bên kia, đập vào mắt là cảnh tượng một người phụ nữ phương Tây rất đẹp, mặc váy xanh, mũm mĩm, dơi làn da trắng gợi cảm. Cô bị một con quỷ mặt mũi hung tợn, thân người mà mặt chó sói. Nó phóng cây lao xuyên qua người cô, cắm lên tường, nhìn cực kỳ rùng rợn. Tôi hỏi và được biết cô ta bị hành hình do mắc tội ngoại tình và giết chồng. Tôi buộc miệng, tội quá, đừng làm vậy. Con quỷ lập tức quay lại, nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt hung tợn chưa từng thấy. Chỉ nhìn thôi là tôi hồn vía rụng rời. Nhà ngươi cũng sẽ bị kết cục như vậy đó. Phụp, con quỷ chặt đầu cô ta quăng xuống đất, chỉ vào và nói như quát, tội ngoại tình. Sợ quá, tôi giật mình tỉnh giấc, mà đầu vẫn văng vẳng lời dặn dò của cô gái dẫn tôi đi là phải biết tu sửa. Quả báo của tội ngoại tình giết người thật đáng sợ. Tôi thề sẽ sửa đổi bản thân, không dám phạm tội này nữa. Sau trải nghiệm kinh hoàng đó, bẵng đi một thời gian, qua năm sau, khoảng tháng 3 năm 2019, tôi lại bị ai đó đè nặng khi đang ngủ. Rồi tôi có cảm giác rơi vào một cái hố sâu hun hút như một đường ống khổng lồ. Nó đen xám, sâu hun hút, rồi rơi xuống một cái đầm lầy trong tình trạng bị trói tay và cả chân. Ở đây có rất nhiều người cũng bị trói như tôi, tất cả đều rất hoảng loạn. Rồi một con quỷ hình thù trông ghê rợn cầm dao đi tới, định thọc vào họng tôi. Tôi sợ điếng cả người. May bỗng có một người đàn ông đẹp trai, bận đồ vét rất phong độ, đi tới ngăn lại. Tuy ông ấy không nói ra miệng, chỉ dùng tâm truyền tâm, nhưng con quỷ và bản thân tôi đều có thể hiểu rằng ông ấy ngăn lại là do tôi không phải là người đã chết, chỉ đi tham quan thôi. Con quỷ dừng lại cho tôi ăn một thứ gì đó. Chỉ nhớ rằng sau khi ăn, lồng ngực tôi đau khủng khiếp, đau như muốn nổ tung ra. Rồi họ lại cho tôi uống một thứ nước, ngay sau đó khiến tôi bình thường lại. Người đàn ông bận áo vét đưa tôi đi, ông ấy nhắc lại cho tôi biết đây chính là âm phủ. Trước mắt tôi hiện ra đầy rẫy những căn phòng tra tấn. Đại khái bạn có thể hình dung giống như mấy cảnh tra tấn thời Trung Cổ, hay kiểu lính Mỹ tra tấn tù binh trong phim đó. Song hành hình man rợ khủng khiếp hơn nhiều. Thoáng thấy thôi là kinh hồn bạc vía. Xem xong, người đàn ông đó nói rằng tôi tham quan địa ngục như vậy đã đủ rồi. Cả thân người tôi như có một lực phóng mạnh lên, tôi mở mắt bừng tỉnh. Tuy nhiên, chưa có xong, người đó kéo hồn tôi ra khỏi xác. Lúc đó cảm giác toàn thân tôi nặng trịch, rơi xuống đất, và như có ai đó ép vào người như cục đá nặng. Rồi một nhóm đông người chẳng biết từ đâu xúm lại, đánh tôi túi bụi, cào cấu, xâu xé tôi. Hoảng quá, lại như lần trước, tôi tập trung niệm chú Đại Bi. Kỳ diệu thay, nhóm người liền tản ra và dần đi mất. Sau này tôi mới hiểu ra đó là các vong hồn quan gia trái chủ của tôi, bị tôi hại từ nhiều kiếp. Họ vốn luôn túc trực quanh tôi, chỉ chờ cơ hội là báo thù ngay. Tôi mở mắt, kết thúc lần thứ ba tham quan địa ngục kinh hoàng. Và chỉ hai tháng sau, tháng 5 năm 2019, chuyện đó lại tiếp diễn. Ấn tượng chân thực đến nỗi tôi thấy như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Cô gái ấy lại tới, tôi thấy rõ linh hồn tôi bước ra khỏi giường, đi tới một đỉnh núi đầy tuyết trắng xóa, nơi có một người đàn ông ăn giận như thời công tử Bạc Liêu, nói rằng ông ấy có huyết thống mấy đời với tôi.
Ông ấy dẫn tôi thăm địa ngục và cho tôi biết rằng chú của tôi đang bị đọa địa ngục. Vì tội gì thì tôi quên hỏi. Qua cánh cổng vào, tôi thấy khoảng 5-6 quỷ đầu trâu to lớn rượt đuổi cả đám người. Chúng cầm dao phóng loạn xạ. Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh và giật mình tỉnh giấc. Thật đáng kinh hãi. Và lần cuối cùng, chính xác là 2 ngày liền, 29 và 30 tháng 10 năm 2019. Lần này, đầu tiên tôi bị hai người có gương mặt rất kỳ dị, mặc đồ trắng, rượt đuổi trên một ngọn đồi. Tôi lại niệm chú thì họ không bắt được. Tiếp đến, tôi lại bị rơi xuống một cái hố sâu, nơi có một con quỷ đen và một con quỷ trắng đang quay một cái máy xay thịt người. Nó không giống cái cối xay mà là hình chữ nhật đứng giống cái tủ đựng nước ngọt. Tội hồn bị ném vào trong, quỷ bắt đầu xay. Nó kêu ầm ầm rung cả trời đất. Tôi đánh bạo nhìn vào trong đó, thấy toàn chân, tay, đầu, máu người lẫn lộn, kinh hoàng không thể tưởng tượng được. Bỗng, hai con quỷ vận hành máy xay nhìn thấy tôi. Chúng đi tới định bắt hồn tôi ở lại, thay hồn khác nhập vào thân xác ở trần gian. Đã có kinh nghiệm, tôi lập tức nhắm mắt, niệm Phật không dứt. Một lúc thì thấy thân mình được phóng lên, mở mắt tỉnh dậy, hú hồn, xong tôi vẫn chưa hết tò mò. Ngay đêm hôm sau, tôi lại bị bóng đè. Tôi thấy mình xuất hồn, đi đến lạy bàn thờ Phật và xin được tham quan âm phủ thêm một lần nữa. Dứt lời, cả thân người nhẹ bẩn, có ba vị hiện đến, nâng tôi bay qua nhà cửa, cây cối, sông biển, bay rất nhanh để đến một đường hầm. Trong đó có mấy chục con chó, không phải chó thường, đó là chó địa ngục. Con nào con nấy khổng lồ, to cỡ phải bằng 3 con trâu, hàm răng sắc nhọn đến ghê rợn. Chúng lao ra định cắn xé tôi, may mà ba vị ban nãy đến xua chúng đi. Họ dặn tôi phải nhớ cho kỹ, sau này trở về dân gian phải kể lại cho người đời hiểu. Đời là vô thường, sống chết chỉ cách nhau gang tấc, nên phải sống tử tế, phải giúp đỡ mọi người, sống đạo đức, lương thiện. Họ còn nói tôi có số chết tai nạn, nhưng nếu chịu khó tu tập sẽ thay đổi được. Một vị hỏi tôi, dưới âm phủ ghét nhất là tội giết người và tội dâm dục, nhà ngươi trên dương gian có giết người và dâm dục không? Tôi liền chối ngay. Nhưng ông ta nhìn và quát vào mặt tôi như đã biết rõ sự thật từ lúc nào. Cuối cùng tôi đành thú nhận rằng giết người thì chưa làm, nhưng tà dâm thì tôi có phạm. Tôi tiếp tục được các vị dẫn đi xem thêm vài khu vực nữa. Đâu đâu cũng toàn những cảnh kinh dị, với những chông gai tủa đầy mặt đất, với những đầu trâu mặt ngựa phóng lao dung dúc, với những tội hồn bị tra tấn rùng rợn. Cuối cùng, họ đưa tôi trở lại trần gian. Sau cùng, ước nguyện đi tham quan địa ngục của tôi đã hoàn thành, không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Mỗi lần là một trải nghiệm cực kỳ ấn tượng, khó có thể phai mờ. Tôi càng thêm tin tưởng vào quy lực của Phật Pháp, thêm niềm tin vào lý tưởng sống có ý nghĩa. Đã sinh ra trên cõi đời này, mọi giàu sang, quyền thế chỉ là phù du. Sống chết cách nhau chỉ gang tấc, không đáng để lấy đó làm mục tiêu. Cần sống thật tốt, sống thật tử tế lương thiện, lấy đức hạnh, lấy trí huệ làm mục tiêu. Chỉ như thế thì mới có được tương lai tươi sáng, hạnh phúc được. Câu chuyện của tôi, bạn có thể tin hay không tin, nhưng việc tu học theo Phật Pháp, sống tử tế, nhất định bạn phải làm. Vì kiếp người mong manh lắm, nay còn mai mất là thường tình. Mà nếu không biết đem những năm tháng sống ngắn ngủi
của kiếp người để làm những việc ý nghĩa, lại lãng phí vào những mục đích phù phiếm. Thế thì không chắc kiếp sau bạn sẽ lại được làm người. Không chắc kiếp sau bạn có cơ hội sống một cuộc đời ý nghĩa nữa đâu. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của Công ty Cổ phần Truyền thông Thành Đạt Media, vui lòng không sao chép với mọi hình thức. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, trong Kinh Hạnh Phúc, Đức Phật dạy rằng phụng dưỡng cha mẹ là vận may tối thượng. Những người con có hiếu, phụng dưỡng cha mẹ thì được phước báo tốt đẹp. Nhưng ngược lại, những người bất hiếu với cha mẹ thì có quả báo không tốt. Vậy quả báo ấy là gì? Xin mời quý Phật tử và quý thính giả lắng nghe câu chuyện sau đây. Chuyện dưới địa ngục. Người trẻ tuổi cũng nhận thư của Diêm Vương. Tiếp theo, Diêm Vương phán xử tội hồn của một thanh niên. Cậu trai trẻ này đang mừng thầm trong bụng, nghĩ: lúc nãy ông kia nhận được 3 bức thư, còn mình thì chẳng nhận được bức nào. Diêm Vương đã gọi mình đến thế thì quá vô lý rồi. Mình phải hỏi Diêm Vương cho rõ mới được. Người thanh niên lấy hết can đảm hỏi: ngài Diêm La Vương à, lúc nãy ngài phán xét người kia, ông ấy đã nhận được 3 bức thư nên đáng chết. Nhưng răng của tôi còn tốt kia mà, mắt cũng chưa bị kèm nhèm, tóc trên đầu vẫn đen nhánh đó thôi. Tôi chẳng nhận được bức thư nào cả, sao lại kêu tôi xuống đây chứ? Ngài thật là không nhân từ, thật là không biết quý tiếc người trẻ tuổi rồi. Tôi phải phản đối. Diêm Vương nhìn anh chàng với con mắt khinh bỉ, đập bàn ầm ầm, nói: đồ ngớ ngẩn, ta đã gửi cho ngươi 3 bức thư từ lâu rồi, ngươi cũng nhận được rồi đó. Chàng trai không phục nói: tôi chưa nhận được mà. Diêm Vương bực bội quá: thư của ta phát cho mỗi người khác nhau, ngươi tưởng là 1000 lá thư đều giống y như nhau sao? Chàng trai lúc này chỉ dám hỏi lý nhí: là 3 bức thư nào? Diêm Vương hỏi lại: em gái nhà ngươi chết lúc nào? Thanh niên đáp: khi em gái tôi 5 tuổi, tôi được 10 tuổi. Lúc đó nó mới có 5 tuổi đã chết rồi, thật là tội nghiệp quá. Diêm Vương lại hỏi: em gái của ngươi chết ra làm sao? Thanh niên đáp: do mắc bệnh đậu mùa, bị đậu mùa quá thành mủ, làm cho da thịt nó lở loét hết, toàn thân nổi mụn đỏ. Bác sĩ giỏi cũng chữa không kịp, lúc sắp chết còn quằn quại trên giường. Nó chết thật là thê thảm. Diêm Vương bảo: đó chính là bức thư thứ nhất ta gửi cho ngươi. Bức thư thứ hai là khi ngươi học trung học, có một lần trường của ngươi tổ chức thi đấu bóng đá tranh ngôi vô địch với trường khác. Do vì hai đội ngang ngửa với nhau, không phân cao thấp được. Sau cùng thì trong trường có một học sinh giỏi, dùng hết sức lực mạnh mẽ nhất của hắn, một chân đá bóng vào lưới. Nhưng vì dùng sức quá lớn nên chân bị trật khớp, cả người ngã ra sau mà vỡ đầu, rồi chết ngay tại hiện trường. Ngươi có nhớ không? Chàng thanh niên đáp một cách buồn bã: người bạn học đó của tôi chết rất thảm thương, các bạn đều khóc cho bạn ấy. Thầy cô cũng tiếc nuối vì bạn ấy là học sinh ưu tú của trường. Thầy cô nào cũng thích bạn ấy, bạn bè rất kính trọng và yêu thương bạn ấy. Cha mẹ của bạn đó là đau lòng nhất, khóc đến nỗi chết đi sống lại. Cha mẹ luôn hy vọng được ở bên, nuôi con cái, thậm chí ngay cả sau khi chết. Bây giờ ngược lại, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật là đáng buồn thay. Chàng ta lại hỏi: vậy bức thư thứ ba là cái gì chứ? Diêm Vương đáp: anh họ của người chết như thế nào? Chàng thanh niên bỗng sợ hãi đáp: than ôi, anh họ của tôi chết thật là quá thảm luôn. 2 năm trước, khi tôi mới 18 tuổi thì anh họ kết hôn. Ngay trong đêm tân hôn, lúc động phòng qua chúc, họ hàng, người thân, bạn bè đều đến chúc mừng. Đúng lúc mọi người đang chơi, ăn tù tì khi uống rượu rất náo nhiệt, vui vẻ. Bỗng nhiên, anh của tôi bị xoắn ruột, tức là đau ruột thừa cấp, chết luôn. Áo cưới đỏ của chị dâu họ mặc vào chưa kịp ấm thân
thì đã phải cởi ra để mặc áo tang cho chồng rồi. Chị ấy gào khóc quằn quại. Hỡi ôi mình ơi, chẳng phải mình nói với em là sẽ cùng em sống bạc đầu răng long sao? Tại sao bây giờ lại bỏ em giữa đường mà đi như vậy chứ? Chị càng khóc, càng nói càng đau đớn. Nếu sớm biết như thế này thì từ đầu em không chịu cho mình cầu hôn đâu. Cảnh tượng đó khiến cho ai cũng đều đau lòng, thật là bi thảm. Diêm Dương nói, đây chính là bức thư thứ ba ta gửi cho người đó. Chàng trai nghe Diêm Dương nói xong, biết mình cũng đã nhận được ba bức thư thì không còn lời nào để nói nữa. Khen ngợi hay quỷ báng đều trở thành hạt giống Phật. Diêm Dương lại bảo phán quan điều tra người trẻ tuổi này làm những việc gì trên nhân gian. Phán quan tra xét sổ sinh tử xong thì đáp, thanh niên này cũng không đến nỗi hư hỏng gì, nhưng có một điểm không tốt, đó là bất hiếu. Anh ta và bà mẹ già sống nương tựa vào nhau. Mẹ anh ta là một tín đồ Phật giáo rất thành tâm, niệm Phật rất chí thành, một lòng muốn cầu sanh Tây Phương, hy vọng con trai mình cũng có thể cùng sanh Tây Phương với bà ấy. Thế nhưng anh này, mỗi lúc mẹ mình đang niệm Phật thì cứ trả treo, tranh luận với mẹ rằng niệm Phật là mê tín, mẹ cứ niệm Phật A-di-đà riết, Phật A-di-đà cũng sẽ cảm thấy bực bội bất an đó, sao có thể gia hộ cho mẹ được chứ? Những lời này thường làm cho mẹ anh ta thấy rất bực mình, khó chịu. Thế gian này có một số giả kẻ thông minh cũng thường nói như vậy. Mấy người niệm Phật từ sáng đến tối, Phật A-di-đà chẳng lẽ không thấy phiền sao? Giống như việc nếu cứ gào tên tôi một cách hời hợt như thế, tôi chẳng lẽ không cảm thấy phiền phức hay sao? Sự thật thì đạo lý của niệm Phật hoàn toàn không phải như vậy. Khi cứ kêu gào tên của một ai đó thì đó là cố ý gây rắc rối phiền hà, mà niệm Phật A-di-đà là dùng tâm trí thành cầu Ngài đến cứu khổ cứu nạn. Dùng tâm như thế nào thì mỗi người khác nhau một trời một vực, vốn không thể đem ra bàn luận so sánh được. Chúng sanh có nghiệp chướng ác chính là do không biết học điều tốt, mà điều xấu thì học rất nhanh, đem chuyện xấu ra để so sánh. Ví dụ cho việc niệm Phật đã không chân lý mà còn ngụy biện thành nói đầu nào cũng là đạo. Có những kẻ niệm Phật mà dùng tâm khinh mạng, niệm một cách cẩu thả. Tuy là Phật A-di-đà đại từ đại bi không so đo với họ, nhưng các hành vi tự ý xem thường thánh hiền chính là một loại lỗi lầm. Có điều nói y theo Phật Pháp thì nếu dùng tâm không cung kính mà niệm Phật A-di-đà, dĩ nhiên là phạm tội khinh mạng, tương lai phải chịu ác báo. Nhưng Phật hiệu chỉ cần vừa nghe qua lỗ tai thì đã gieo vào trong ruộng thức thứ 8. Đây là phạm trù thuộc duy thức học. Thức nói chung gồm có 8 loại. Thức thứ 8 là thức cuối cùng, còn gọi là thức A-lại-da. 7 thức kia là nhãn thức, tức là mắt, nhị thức, tức là tai, tỷ thức, tức là thức mũi, thiệt thức, tức là thức lưỡi, thân thức, tức là thức thân, ý thức, tức là thức ý. Mặt na thức còn gọi là tư lương thức, tức là thức về suy nghĩ, cân nhắc và so đo. Thức thứ 7 che lớp chân tánh của con người bởi quan niệm về cái ngã, cái tôi ngã chấp. Đây cũng gọi là thức truyền thống, bởi vì đó là nơi chất chứa dung tập những hiện hữu của thế giới không thực bên ngoài, biến chúng thành những hạt giống ảo tưởng, từ đó cho rằng có một cái ngã cá biệt bên trong làm cho ô nhiễm 6 thức trước. Thức thứ 7 này cũng làm ô nhiễm thức thứ 8 bằng cách liên tục cung cấp cho thức A-lại-da một cái ngã tưởng rằng có thật. Con người sau khi kết thúc sinh mạng thì 7 thức ở trước cũng theo đó mà diệt vong. Duy chỉ có thức thứ 8 thì không bị diệt. Nó theo nghiệp lực của chúng ta mà lưu chuyển. Tất cả những hạt giống chúng ta đã gieo xuống về phát thế gian hay xuất thế gian đều được cất giữ trong thức thứ 8 này.
Khi gặp duyên thì liền sanh khởi và hiện ra, giống như việc gieo hạt giống xuống đất ruộng thì sẽ ra cây ra trái. Cho nên gọi là ruộng giống, như hạt giống kim cang, tức hạt giống giác ngộ qua hạt giống bồ đề, vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Cho nên đợi đến sau khi nhận chịu kết quả báo ác thiện nghiệp của loại niệm Phật này thì sẽ trổ hoa mọc quả được. Câu thánh hiệu A-di-đà Phật này là do Đức Từ Phụ A-di-đà trong vô lượng kiếp tu hành Đức Trang Nghiêm mà ra. Không kẻ nào có lòng niệm hay không có lòng niệm, niệm không tập trung hay niệm một cách thành tâm thì công đức đều không thể nghĩ bàn. Để gọi là khen ngợi hay quỷ báng đều trở thành hạt giống Phật. Khen ngợi Phật Pháp đương nhiên là công đức, còn ai quỷ báng Phật Pháp cũng sẽ thành Phật được. Lời này là thế nào đây? Phỉ báng Phật Pháp đương nhiên là có tội. Đợi sau khi chịu tội xong, do đã có hạt giống kim cang, dựa vào công đức này vẫn có thể tu thiện, có thể sám hối nghiệp chướng, cuối cùng vẫn có thể thành Phật. Chỉ cần nghe một câu thánh hiệu A-di-đà Phật, chuyện sinh tử trong tương lai liền có thể giải quyết được rồi. Nghiệp chướng phiền não đều có thể dứt hết được. Sức công đức của Phật vĩ đại không thể nào nghĩ bàn được cùng tận. Quan trọng nhất là không được sanh tâm nghi ngờ, hủy hại nó. Thánh hiệu Di Đà dễ độ sinh. Các vị đã nghe hiểu đạo lý, khen ngợi hay hủy báng đều thành hạt giống Phật rồi. Vậy thì sau khi về nhà phải tiếp tục niệm Phật. Đừng có sợ người nhà phản đối hay hủy báng rồi không niệm nữa. Quay lại nói đến linh hồn người anh chàng trẻ tuổi kia. Khi vừa nghe trong sổ sinh tử có ghi chép là ác nghiệp của mình không đến nỗi nào, chỉ có tội bất hiếu với mẹ rồi gây sự với mẹ khi niệm Phật, chàng ta liền cầu xin Diêm Vương. Cầu xin Diêm Vương mau mau thả tôi về đi. Mẹ tôi không thể nào rời xa tôi đâu. Tôi mà chết thì lòng mẹ tôi cũng chết theo luôn đó. Niệm Phật cũng không thể niệm cho tốt được. Vậy thì làm sao mà sanh về Tây Phương đây? Xin Ngài hãy tha mạng cho tôi về đi. Tôi nhất định sẽ cố gắng hiếu thảo với mẹ tôi, cùng niệm Phật với mẹ tôi. Hồn ma người thanh niên cứ lại lột gian xin với Diêm Vương mãi. Thật ra thì Diêm Vương mặt ác nhưng tâm địa lại nhân từ. Nghe hồn cậu thanh niên nói bộc bạch như vậy thì suy nghĩ một lát rồi nói: theo nguyên tắc, đúng ra nhà ngươi chẳng có tình có lý gì để mà xin xỏ. Nhưng mẹ của ngươi vốn là có thể giảng sanh Tây Phương. Nếu vì ngươi chết rồi khiến cho bà ta cứ nhớ nghĩ ngươi, đến lúc lại không sanh được về Tây Phương, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Sanh về Tây Phương không nổi thì lại phải đến nơi này gặp ta, cũng là tội nghiệp. Thôi được, ta thả cho ngươi về. Hồn cậu thanh niên vừa nghe đến quá đỗi vui mừng, liền co chân chạy mất. Diêm Vương lập tức quát lớn tiếng: đứng lại, nghe cho kỹ đây. Sau khi về lại Dương Gian, ngươi phải cố gắng hiếu thuận với mẹ, nỗ lực mà niệm Phật đó. Hãy thay mẹ ngươi mà sanh về Tây Phương đi, đừng có đến đây gặp lại ta nữa đó. Hãy nhớ kỹ câu này, đừng để đến già mới học đạo, mồ phần cũng lắm kẻ đầu xanh, nghe chưa? Nhất thiết không được sau khi về lại lười biếng ham chơi, lại lãng phí thời gian. Nếu ngươi còn lãng phí thời gian, không chỉ cố sức niệm Phật cho tốt, thì ta lập tức sẽ bắt ngươi về đây lại. Hồn cậu thanh niên một mặt hứa sẽ làm theo lời dặn, mặt khác thì mừng rỡ khấu đầu lạy tạ Diêm Vương rồi trở về dương thế. Tiệm gà rán. Có rất nhiều người sợ hãi khi phát hiện ra những việc quả báo trong sát sinh. Gieo nhân gặp quả, ác giả ác báo. Đây chính là những nguyên căn của việc sát sinh và nhận lại quả báo muôn đời. Báo Kim Giảng ở Thiên Tân từng đăng: có đôi vợ chồng dẫn theo đứa con trai 2 tuổi đến địa phương nọ mở tiệm
kinh doanh gà rán. Công việc rất phát đạt. Năm đó cuối đông, người cha mới giết xong mấy mươi con gà và cũng vừa mới rán xong. Anh nhấc chảo dầu sôi xuống, đặt ở phía sau mình, rồi xoay người, lấy than bỏ thêm vào lò. Lúc này thằng con mặc quần lũng đáy, chạy tới phía sau lưng anh, nó ôm lấy chân cha, nũng nịu đòi bồng. Người cha do bận việc nên không quay đầu lại, vừa đưa tay đẩy nhẹ thằng bé ra, vừa nói: "Đi chỗ khác chơi đi con." Nhưng anh bỗng nghe tiếng con thét lên thảm thiết. Hóa ra anh quên bén cái chảo dầu sôi đang nằm phía sau mình, và cú đẩy nhẹ kia làm con té vào chảo dầu. Anh vội đưa con đến bệnh viện cấp cứu, thấy cả vùng mông và cơ quan sinh dục của bé bị bỏng nặng. Xem như dù có bảo toàn được mạng sống, nhưng thằng con phải chịu tàn phế suốt đời. Con trai bị dầu sôi rán chính là quả báo hiện đời đối với cặp vợ chồng chiên rán chúng sinh này. Quả báo xuống địa ngục nếm, thống khổ vẫn còn chờ ở phía sau. Nhưng đối với bản thân đứa bé mà nói, chính là đời trước nó đã từng gieo ác nhân tương đồng nên phải chiêu cảm ác báo này. Đây chính là đạo lý đồng nghiệp tương cảm. Có người nói đây chỉ là nhất thời vô ý tạo thành mà thôi. Thực ra không đúng. Khi một người tạo tội ngày càng gia tăng, thì sẽ đến lúc nước đầy tràn ly. Khi đó, ác báo ập tới. Trong Lương Hoàng Sám có đoạn: "Lại có chúng sinh thường bị ngưu đầu ngục tốt tay cầm xoa sắt móc bỏ vào vạc nước sôi nấu ruột, rồi gió thổi cho sống lại. Sống lại thì bị nấu nữa. Vì nhân duyên gì mà phải mắc tội ấy?" Phật đáp: "Vì đời trước người ấy làm nghề hàng thịt, giết chúng sinh, trụng nước sôi nhổ lông, sát hại nhiều đến không thể kể xiết, vì ác nghiệp ấy nên phải hành tội như vậy." Giải thích: "Trên đây là cảnh hành hình tàn khốc, có giống lúc chúng ta giết vật ăn không? Nơi bếp của các gia đình ăn thịt cũng là chốn hành hình loại vật giống hệt như vậy. Chúng ta đối đãi với vật làm sao thì ngục tốt hành ta y như vậy, nhưng tàn khốc hơn vạn bội. Vì sao suốt một ngày đêm tội nhân phải vạn lần chết đi sống lại? Nghĩ kỹ xem, đời này chúng ta đã giết ăn bao nhiêu chúng sinh rồi, có nhớ nổi không? Nếu như hôm nay chẳng dùng tấm lòng thành để sám hối, cầu Phật lực gia trì, tiêu diệt tội xưa, thì đợi đến khi bị ném vào chảo dầu, giặt nước sôi rồi, có hối cũng đã muộn." Nhà hàng hải sản. Người xưa thường nói, trên đầu ba thước có thần linh. Câu nói này quả thật đúng đắn phi thường. Con người phạm làm bất kỳ việc gì đều được ghi lại. Thiện sẽ nhận được thiện báo, ác sẽ nhận được ác báo. Nơi thành phố X có một nhà hàng hải sản vừa mới khai trương, rất bề thế, quy mô. Ngay cổng, chủ tiệm còn cho dựng đại tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, ngày ngày thắp hương nghi ngút. Tuy thờ phụng vậy, nhưng trong nhà hàng, ngày nào cũng giết vô số hải sản tươi sống. Thôi thì đủ kiểu, chưng, nấu, quay, rán, thậm chí còn làm thịt cả những loài to lớn như xuyên sơn giáp, cá sấu, đà điểu, vân vân. Ngay lúc quán này khai trương, tôi đã có linh cảm nhìn ra và dự đoán được thọ mạng của quán này không dài. Quả đúng vậy, chẳng bao lâu thằng con của chủ quán theo một băng nhóm đánh lộn làm công tử, con của một nhà quyền quý, bị thương, phải nhập viện và biến thành người thực vật. Do công tử nằm nơi phòng cao cấp nên lợi nhuận chủ quán thu được hàng ngày không đủ để nộp phí chữa chạy cho nạn nhân. Sau đó, ông đành phải bỏ trốn. Đến nay thì nhà hàng đã bị xiết trừ nợ và đổi thành môn đình.
Tuy là ông có thắp hương thờ cúng Phật, nhưng lại chẳng minh lý mà thờ Phật. Như thế là mê tín, vì bản thân chẳng chịu nghiêm trì giới luật, nên mới chịu lấy quả báo hiện tiền. Lại có người sát sinh ăn thịt nhiều năm, đến nay thấy thân thể mình vẫn không bị chướng ngại gì, chẳng hề biết đó là do đời quá khứ. Họ từng tạo nhiều phúc lớn nên tạm thời ác báo chưa trổ. Có thể ngày mai khi họ tiếp tục ăn thịt một chúng sinh nào khác thì ác báo sẽ ập tới. Chẳng phải chúng ta thường chứng kiến cảnh có người bất ngờ bị tử vong hoặc biến thành tàn tật hay sao? Sám văn: nếu hỏi vì sao những người tinh tấn tu hành, giữ giới trong sạch, đáng lẽ được thọ nhưng lại đoản mệnh, còn có những người hàng thịt tức là đồ tể, đáng lẽ chết sớm, sao lại sống lâu? Kẻ thanh liêm đúng ra được giàu sang nhưng lại nghèo thiếu, còn phường tham lam trộm cướp, đáng lẽ phải nghèo khổ nhưng lại giàu có phong lưu. Những thắc mắc này ai mà không nghĩ đến, do không rõ những nghiệp nhân ẩn khuất gieo trồng làm ra từ bao kiếp trước. Giải thích: có người còn nói người tốt chẳng thọ, kẻ xấu sống ngàn năm. Lập luận này có đúng chăng? Đương nhiên là không đúng. Giáo lý Phật thuyết, cho dù trải qua trong ngàn kiếp, nghiệp tạo vẫn không mất. Như đã giải thích, nếu chúng ta gieo vào trong ruộng toàn hạt xấu, giống tạp, thì mỗi loại sẽ phát triển khác nhau, thời gian khai hoa kết quả cũng không đồng. Thêm phần khác địa điểm, phong thổ, việc chăm sóc cũng khác, nên lúc khai hoa kết quả phải có những sai biệt. Việc gieo nhân tạo nghiệp cũng giống như vậy. Hằng ngày chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp thiện ác, nếu tính trọn cả đời ta cũng vô phương mà tính ra. Huống nữa là tính từ vô thủy kiếp đến giờ. Dạ, lại có nghiệp báo trả trước, có nghiệp báo trả sau, tùy luật nhân quả quyết định, chứ không do chúng ta quyết. Chư Phật Bồ Tát, mặc dù có đại trí huệ, thần thông, thấy biết hết nghiệp thiện ác của chúng ta làm, nhưng không thể khiến nghiệp thiện chúng ta tăng hay ác nghiệp giảm đi một chút. Các ngài chỉ có thể ngay lúc chúng ta phát nguyện dứt ác hành thiện, chịu sám hối, hồi tâm quay đầu mà đến hỗ trợ giúp chúng ta, nghĩa là các ngài dùng phúc báo, trí huệ, dạng đức trang nghiêm đầy đủ của mình mà gia trì, khiến chúng ta khi thỏa ác báo thì hậu báo chuyển thành tiền báo, trọng báo đổi thành kinh báo. Phật còn bảo chúng ta, dù tội nghiệp lớn, chỉ cần thật lòng sám hối, sửa đổi, thệ đoạn ác tu thiện thì có thể tiêu trừ dần. Quả phúc không cửa do người tự gieo, quả phúc xảy ra là do làm ác, làm thiện mà có. Quả báo sớm muộn gì cũng sẽ tới. Nên nhớ kỹ, chỉ cần lúc nào ta cũng luôn luôn đoạn ác tu thiện thì hậu phúc sẽ đến. Sám văn: kinh Bát Nhã dạy rằng nếu ai đọc tụng kinh này mà bị kẻ ác khinh chê là do người ấy đời trước có tội nặng, đáng đọa vào đường ác. Ngày nay nhờ bị người khinh chê nên tội đời trước được tiêu diệt. Giải thích: trong kinh Kim Cang cũng vậy, nếu người trì giới tu hành hằng đoạn ác tu thiện mà bị người xung quanh coi khinh, ấy là do người này. Nếu đời này không thân cận Phật Pháp, chẳng tin Phật, thì nghiệp cực xấu của đời trước sau khi chết sẽ bị đọa ác đạo. Nhờ họ gặp Phật Pháp, biết tu hành nghiêm trì giới luật, cho nên nghiệp đáng phải trả. Ác đạo này nhờ bị người khinh khi, nhục mạ, phỉ báng mà được tiêu trừ. Vì vậy những người mắng họ, khinh họ là đang giúp họ tiêu nghiệp. Nếu hiểu rõ đạo lý thay vì nghiệp nặng thì nhờ tu mà chuyển thành trả nhẹ.
thì bạn phải cảm tạ Phật và tri ân những người đang nhục mạ khinh khi kia mới đúng. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, người ta nói sinh tử hữu mệnh, vận số do trời. Đại sự trong đời không gì lớn hơn chuyện sinh tử. Liệu có phải số mệnh sống chết đã định sẵn ngay từ lúc sinh ra? Nếu quả là như vậy, thì phải chăng mọi việc lớn nhỏ như hoạn lộ, công danh, phúc âm, hạnh vận đều do thần an bày? Nhân sinh như mộng, trong tháng năm đằng đẵng của đời người có biết bao điều xảy ra. Nếu nói mọi việc lớn nhỏ đều do thần an bài, thì trong cổ thư đã có rất nhiều minh chứng. Sau đây là ba ví dụ trong số đó. Sinh tử có mệnh. Trương Điền là người Đan Dương, nay thuộc phía nam tỉnh Giang Tô, sống vào đời nhà Thanh. Ông đặc biệt tinh thông tướng số, có thể dự đoán trước ngày chết của người ta. Một ngày khi Trương Điền đang trò chuyện với khách, thì cậu con trai nhà hàng xóm mang tiền đến trả nợ. Trương Điền dứt khoát không nhận, ngược lại còn dặn cậu ta hãy mau về nhà. Vị khách lòng đầy nghi hoặc, chờ đến khi cậu con trai hàng xóm đã đi khuất, bèn hỏi Trương Điền rốt cuộc là chuyện gì. Trương Điền lắc đầu đáp: Đáng thương, đứa nhỏ này sắp gặp nạn mà chết. Tôi e cậu ta sẽ không qua khỏi miếu Thái Quý trên đường về nhà. Quả đúng như lời tiên đoán, cậu bé nhà hàng xóm vừa đến miếu Thái Quý thì không may ngã xuống đất mà qua đời. Không chỉ giỏi xem số mệnh cho người khác, Trương Điền còn biết trước thời điểm tử vong cho chính con trai mình. Chuyện là ông có một người con trai làm nghề kinh doanh buôn bán. Cậu ta thường đi thuyền qua sông mua hàng. Những lần như vậy, Trương Điền đều chuẩn bị bầu rượu và chút đồ ăn cho con trước khi lên đường. Hôm ấy cậu con trai lại chuẩn bị khởi hành như mọi lần, và Trương Điền lại sắp sẵn rượu ngon và những loại cao lương mỹ vị tiễn đưa con. Vợ ông thấy trên bàn bày la liệt thức ăn nhiều hơn hẳn bình thường, thì trong lòng không khỏi cảm thấy thắc mắc. Trương Điền biết vợ có điều nghi hoặc, liền kéo vợ ra một góc rồi thầm thì nói: Lần này con trai của chúng ta ra đi là mãi mãi không về. Còn chúng ta thật xấu số, rồi sẽ ngã xuống sông mà sớm lìa trần. Thằng ôi, ân tình hai cha con là cả một đời. Bà nói xem, chẳng phải tôi cũng nên làm chút gì đó thay cho lời vĩnh biệt sao? Vợ Trương Điền hốt hoảng nói: Lão gia, chuyện lớn như vậy mà sao ông không ngăn con lại? Trương Điền trầm ngâm đáp: Âu cũng là số trời, số mệnh đã định rồi, có thể thoát được sao? Vợ Trương Điền lo lắng đến mức tim đập thình thịch, chân tay luống cuống, trong lòng rối như tơ giò. Thân làm cha mẹ, sao có thể thấy con đi vào chỗ chết mà ngoảnh mặt thờ ơ được? Bà lập tức kéo con trai lại, nhất quyết không cho cậu bước ra khỏi cửa. Vài ngày sau, con trai Trương Điền sẩy chân ngã vào trong bể nước lớn. Trong mệnh đã chú định là cậu ta sẽ phải chết đuối. Nước sông nay thay bằng nước bể, tai họa khó tránh. Thọ mệnh đã có định số, sao có thể thay trời quyết định được đây? Quả phúc do trời. Rất nhiều người khao khát có được quan cao lộc hậu, hoạn lộ hanh thông, cả đời hưởng phúc phận dài lâu. Hết thảy những điều này phải chăng cũng là do thiên định? Ngụy Trưng là quan bộc xạ của hoàng đế Đường Thái Tông, có vị trí tương đương với quan tể tướng trong triều. Hồi ấy Ngụy Trưng có hai viên tiểu lại quản lý những việc lặt vặt trong dinh phủ. Một lần Ngụy Trưng tình cờ nghe thấy hai tiểu lại kia đang bàn luận sôi nổi ở bên ngoài cửa sổ nơi ông nằm nghỉ. Trong đó có một người nói: Chức vụ của chúng ta đều là do lão gia quyết định. Người kia liền phản bác: Không phải, mà đều là thiên định. Ngụy Trưng nghe xong, trong tâm hiếu kỳ, liền muốn tự mình nghiệm chứng. Ông viết một phong thư rồi đưa cho Diên Tiểu Lại, từng nói là do lão gia quyết định, dặn rằng hãy gửi phong thư này đến Thị Lan. Bên trong lá thư đã phong kín ấy viết hàng chữ: Xin đại nhân hãy ban cho người này một chức.
Viên tiểu lại ấy không biết nội dung của lá thư, chỉ nhận lấy rồi dâng lệnh lui ra. Anh ta vừa ra khỏi cửa liền cảm thấy ngực thắt lại, đau đến mức không thể đi được. Anh ta bèn trao phong thư cho viên tiểu lại còn lại và nhờ cậu ta đi gửi thay mình. Kết quả là viên tiểu lại từng nói rằng do thiên định được phong chức, còn vị nói là do lão gia quyết định thì đành ngậm ngùi ở lại vị trí thấp hèn như trước. Ngụy Trưng không khỏi ngạc nhiên, bèn hỏi cả hai mới biết rằng hôm ấy đã xảy ra điều trùng hợp, mọi việc dường như đã có trời sắp đặt. Ông thở dài hồi lâu rồi nói: quả thực bổng lộc quan chức là do thiên định, con người dẫu muốn cũng chẳng thể thoát khỏi số trời. Vì đố kỵ mà chịu đòn. Vào đời nhà Thanh ở thành Dương Châu có một người khiếm thị trẻ tuổi. Cậu ta một mình tá trúc trong miếu thành hoàng, dựa vào nghề bói toán sống qua ngày. Nếu đông khách thì còn hy vọng mua chút thức ăn lót dạ. Còn vào những ngày mưa gió, không có khách đến xem bói, thì cậu sẽ phải chịu đói, nằm co quắp cả đêm. Một ngày, có vị phú ông dẫn theo thê thiếp và gia nhân vào trong miếu, thắp hương. Người khiếm thị nhìn ra ngoài cửa, thấy chiếc xe ngựa của anh ta rất xa hoa lộng lẫy, lại có nườm nượp nô bộc theo sau hầu hạ. Người khiếm thị ôm cái bụng đang đói quằn quại, thầm khấn thần thành hoàng: trời xanh có mắt chăng? Anh ta chỉ là kẻ hạ tiện mà lại được sống nhung lụa giàu sang. Còn con vốn xuất thân từ chốn thế gia đại tộc, chẳng may gặp biến cố mà phải chịu đói chịu lạnh thế này. Than ôi, ông trời thật không có mắt, thần cũng chẳng linh thiêng. Ngay đêm hôm ấy, người khiếm thị mộng thấy thần thành hoàng đến trách: sao nhà ngươi lại oán trời trách đất? Hắn ta có mệnh hưởng phúc, còn nhà ngươi trong mệnh phải chịu khổ. Vận mệnh con người vốn đã có định số cả rồi, nhà ngươi chỉ vì chút tâm tư đố kỵ với người ta mà dám xúc phạm đến thần. Ta sẽ bắt ngươi đến huyện Nghi Trưng, đánh nhà ngươi 20 roi để trừng phạt. Nghe đến đây, cậu ta choàng tỉnh giấc, sợ hãi đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Suốt năm ấy trong lòng cậu luôn nơm nớp lo sợ, nhưng đến cuối năm cậu vẫn được bình yên vô sự, tuyệt không xảy ra biến cố gì. Đến lúc này cậu mới buông bỏ được gánh nặng trong tâm, tinh thần thư thái, cậu tự nhủ rằng tất cả chỉ là mộng mà thôi. Đến mùa đông năm sau, chị gái của người khiếm thị vốn lấy chồng ở huyện Nghi Trưng, nay bỗng mắc bệnh rồi qua đời. Cậu ta nhận được tin thì khóc lóc thương xót, gạt nước mắt đến tiễn đưa linh cữu. Đêm hôm ấy khi đang nằm nghỉ trong nhà chị gái, đến canh ba, cậu ta đột nhiên đau bụng dữ dội, tưởng chừng như không thể chịu đựng được nữa. Nhưng nhà vệ sinh ở đâu? Cậu ta nhìn không thấy, sờ cũng không được, lại không quen đường đi lối lại, không thuộc mọi ngóc ngách trong nhà. Bất đắc dĩ, cậu đành mở cửa, theo lối cũ lần tìm ra ngoài đường để vệ sinh. Đúng lúc ấy vừa hay có vị quan tuần tra đi ngang qua. Quan tuần tra thấy khả nghi, bèn hỏi cậu ta đang làm gì ở đó. Người khiếm thị không nhìn thấy vị khách trước mặt là ai, chần chừ một hồi lâu không dám trả lời. Quan tuần tra cho là cậu làm điều lén lút, bèn sai người bắt lấy rồi đánh 20 gậy, khiến cậu ta đau thấu tâm can. Thật không ngờ điều thần an bài từ hơn một năm trước đến nay lại thành hiện thực. Quả thực sinh tử hay phúc họa đều đã có định số. Thiên thượng an bài hết thảy, làm người thì nên hướng thiện, giữ tâm cho chính, hành thiện tích đức, như thế mới mong có được hảo vận đời sau. Dân gian có câu: bạn chỉ cần lương thiện, trời xanh sẽ tự có an bài. Con người dẫu không thể lựa chọn vận mệnh cho mình, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn làm một người thiện lương. Trong văn hóa tín ngưỡng của người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng, con người luôn sống trong một niềm tin mãnh liệt vào thần linh, tin vào nhân quả luân hồi, tin vào thiện ác hữu báo, tin rằng mọi thứ mình có được đều do thần ban cho. Người sống thiện lương, ắt được trời cao bảo hộ, có được phúc lành, cơm no áo ấm. Người sống ác độc, sát sinh hại vật,
ắt sẽ bị trời cao trừng phạt. Con người sống tại nhân gian đã tạo muôn vàn tội nghiệp thế nào, sau khi chết đi, ắt hẳn sẽ chịu đủ loại nghiệp báo. Sống làm điều ác, chết rồi chịu tội, một chút cũng không xê dịch. Địa ngục du ký 7 ngày. Chuyện kể rằng vào triều đại nhà Thanh tại Giang Đông, Giang Tô, có một cư sĩ Phật gia tên là Khoái Lang Chu. Người sống trong vùng đều nhìn nhận, ông là người đối với Phật giáo vô cùng thành kính. Lang Chu cả đời hành thiện tích đức, cho nên mọi người khi gặp khó khăn thường hay tìm đến ông nhờ giúp đỡ. Mỗi lần như vậy, ông đều lập tức giúp ngay. Khoái Lang Chu có một người con gái tên gọi là Yếu Lan, tự Tố Quyên. Yếu Lan tính tình ngày thường, rất là giống cha. Cô luôn tin Phật, hành thiện giúp người. Không ngờ khi Khoái Lang Chu đến tuổi trung niên thì đột nhiên phát bệnh, trên lưng mọc một cái mục rất là lớn. Mặc dù chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình không khỏi nên qua đời. Con gái ông sau khi cha bị chết thì vô cùng đau buồn thương tiếc. Nhìn thấy cảnh tượng bi thương như vậy, mọi người đều không khỏi ca thán. Khoái Lang Chu cả đời thành tâm niệm Phật, lại thiện ý giúp người. Tại sao Phật không độ cho ông ấy để ông ấy phải chết sớm như vậy chứ? Vốn dĩ tâm trạng đã đang đau buồn, nghe được những lời như vậy lại càng khiến cho Yếu Lan thêm đau lòng, thương xót không thôi. Kết quả chính cô cũng lâm bạo bệnh, phải nằm một chỗ không dậy được. Một hôm, trong lúc bệnh tình ngày một xấu đi, Yếu Lan đột nhiên ngồi dậy nói với người hầu nữ: "Ta sắp chết rồi, khi ta chết đừng đem mai táng. Hãy đem xác ta đặt trong phòng rồi trông coi cẩn thận, sau 7 ngày ta sẽ sống lại." Nói vừa dứt lời, Yếu Lan tắt thở, nhắm mắt xuôi tai. Sau khi Yếu Lan qua đời, mọi người làm theo sự căn dặn của cô. 7 ngày qua đi, nhưng cơ thể Yếu Lan hoàn toàn bình thường, sắc mặt còn trở lại hồng hào hơn xưa. Dùng tay chạm vào thì thấy cơ thể dần ấm lên. Tuy nhiên, cô vẫn chưa tỉnh dậy như lời căn dặn. Mãi đến nửa đêm ngày thứ 7, Yếu Lan mới tỉnh. Vừa tỉnh dậy, cô đã nói: "Tu Phật là ở trong tâm, chớ có không tin địa ngục và nhân quả báo ứng." Tiếp đó, Yếu Lan bèn kể về những cảnh tượng mà cô ta đã nhìn thấy sau khi mình chết đi, nguyên thần rời khỏi cơ thể đến không gian khác. "Sau khi nguyên thần của tôi rời khỏi cơ thể, nhưng không thấy đường, chỉ cảm giác mình đang đi trong hoàng sa rộng lớn, nên bắt đầu thành tâm niệm Phật. Đang niệm kinh Phật, đột nhiên tôi cảm thấy một vùng đất rộng lớn sáng rực. Tiếp đó nữa là nhìn thấy cờ bay phấp phới. Đồng thời, có một vòng tròn phát ánh hào quang xuất hiện trên đám mây cao. Vòng tròn dần dần hạ thấp. Lúc này, tôi nhìn thấy trong vòng tròn sáng rực đó có một vị Bồ Tát, nét mặt từ bi hiền hòa. Thấy vậy tôi liền quỳ xuống, thành tâm bái lại xin Bồ Tát cứu giúp. Bồ Tát đáp: "Con không nên đến nơi này, mau chóng trở về đi." Tôi hỏi Bồ Tát: "Phụ thân con hiện nay đang ở đâu ạ? Xin Bồ Tát hãy cho con được gặp mặt một lần." Bồ Tát bảo: "Cha con đang ở tầng trời thứ 2 hưởng thanh phúc. Sau này nếu con tu thành chính quả, hai cha con vẫn còn có cơ hội gặp được nhau. Ngược lại nếu không thì người nhân gian, kẻ thiên quốc càng khó tương phùng." Biết được nơi thân phụ đã đến, tôi vui mừng phấn khởi, trào dâng nước mắt. Bồ Tát thấy vậy liền nói: "Thôi đừng có khóc nữa, dù sao con cũng đã tới đây. Ta để thị giả đưa con đi du ngoạn địa ngục một chuyến, cho con biết con người sống tại nhân gian đã tạo muôn vàn tội nghiệp như thế nào. Sau khi chết đi, ắt sẽ chịu đủ loại nghiệp báo. Sống làm điều ác, chết rồi chịu tội, một chút cũng không xê dịch." Tiếp đó có một thị giả từ trong vòng tròn sáng bay ra, dẫn tôi đến âm ti. Đầu tiên tôi bái kiến Diêm Vương, ngẩng lên thấy lũ tiểu quỷ bên cạnh Diêm Vương, mặt mày ghê sợ, giống như những gì truyền tụng tại nhân gian. Thì giả bèn truyền đạt những lời của Bồ Tát cho Diêm Vương nghe. Diêm Vương liền đứng dậy cung kính lắng nghe. Tiếp đó lệnh cho một tiểu quỷ lấy khóa mở cửa dẫn đường. Tiểu quỷ dẫn tôi đi qua mấy lớp cánh cửa. Mỗi cánh cửa là một cảnh tượng địa ngục.
Mỗi địa ngục tôi đều nhìn thấy những người mà mình đã từng quen biết. Ví như tôi nhìn thấy bác Tiết ở cửa Bắc Ngô Giang. Bác ấy bình thường chuyên cần niệm kinh, khuyên người hành thiện, bố thí. Mọi người ở quê đều gọi bác ấy là người thiện. Nhưng bây giờ lại ở địa ngục chịu cực hình đóng băng toàn thân rung lạnh. Tôi nhìn thấy như vậy vô cùng kinh ngạc nên đã hỏi tiểu quỷ. Người này tính Phật vì sao lại phải chịu cực hình thống khổ như vậy? Tiểu quỷ đáp. Bà ấy lòng dạ tham lam, hàng ngày khuyên người ta bố thí hành thiện. Kỳ thực đều là vì lòng tham muốn chiếm hữu của cải của những người đã thiện tâm bố thí. Cả đời bà ta chiếm đoạt biển thủ vô số, hơn nữa lại còn lợi dụng người khác cho vay nặng lãi. Vậy nên sau khi chết lập tức phải đến địa ngục. Không lâu sau, tôi còn nhìn thấy người chị dâu quá chồng của mình. Hai chân chị ấy bị đóng trên cánh cửa vô cùng thống khổ. Tôi vừa nhìn thấy đã không cầm nổi nước mắt. Tôi nói chị ấy cũng là người tín Phật, tại sao phải rơi vào cảnh này? Tiểu quỷ đáp. Lúc sinh thời cô ta có tâm đố kỵ, hơn nữa còn đối xử với người làm vô cùng hà khắc, thường hay đánh đập, bạc đãi họ, cho nên khi chết cũng phải xuống đây. Nghe vậy tôi nói, nhưng mà chị ấy thường hay đi chùa, dập đầu dâng hương cúng Phật, lẽ nào như vậy không thể tiêu nghiệp được hay sao? Tiểu quỷ trả lời, đây chỉ là những điều tiểu thiện không đáng kể. Tiếp đó, Yếu Lan còn kể rất nhiều người mà cô gặp dưới địa ngục đang chịu tội khổ và hỏi rõ đầu đuôi duyên cớ làm sao lại phải chịu cực hình như vậy. Mọi người nghe xong đều kinh hoàng sợ hãi, phát tâm muốn làm một người tốt chân chính. Yếu Lan sau khi sống lại thì tiếp tục cuộc sống bình thường thêm 36 năm, cả đời đều thành kính, tín thần Phật. Mới hay nhân gian thiện ác hữu báo, địa phủ âm tào luật trời khó đổi. Tiếc thay con người ngày nay mê mờ khó ngộ, vì lợi mà sẵn sàng quên bỏ đạo lý, trăm năm qua đi hối hận cũng đã muộn màng. Hiện thế báo của tà dâm. Lời kể của một bác sĩ đã khai mở thiên nhãn. Người dâm tâm nặng sẽ chiêu dời những loài yêu quái háo dâm và hấp tinh quỷ tìm đến. Thời gian gần đây, người đến tìm tôi trị bệnh rất đông. Quan sát kỹ nguyên nhân thì trong số họ hết 1/3 là bệnh phát sinh do tâm dâm tà chiêu cảm. Triệu chứng thế này, đa số bệnh nhân phát hiện mình dễ mất tự chủ, không thể khống chế. Niệm dâm đê hèn cứ khởi ồ ạt mãnh liệt, mạnh tới nỗi ngay cả lúc niệm kinh, trì chú hay bái Phật cũng bị khởi niệm xấu này. Vì vậy họ tìm đến tôi, hỏi vì sao như thế. Nếu ai thấy mình bị tình huống tương tự vậy, thì tôi xin nhắc nhở. Có khả năng bạn đã bị tà yêu trói buộc quấy nhiễu. Đây chính là điểm then chốt mà bài viết này muốn nêu lên. Bởi đấy chính là ác báo hiện thế cho người có dâm tâm, tà ý nặng. Thế thì người dâm tâm nặng sẽ chiêu cảm hiện thế báo ra sao? Khi một người khởi dâm tâm nặng, tà ý của họ sẽ chiêu dời rất nhiều loài quỷ mị đồng thanh đồng khí tìm đến. Nghĩa là những loài có dâm tâm cực mạnh, có đồng tư tưởng ô uế giống họ sẽ tụ hội bu quanh. Trong đây không riêng gì người cõi âm mà bao gồm cả loài phi nhân, súc vật, chưa kể có một số là hồ ly sở hữu công phu tà tu tìm tới. Cao hơn nữa là loài dâm quỷ, nghĩa là có đủ loài, đủ hạng, không giới hạn ác quỷ, tà thần hay súc sinh, miễn là cùng có chung khí dâm, ý dâm, tưởng dâm, chính do ác nghiệp dâm chiêu cảm mà tìm đến trói buộc, hành hạ nhau. Riêng đám hồ ly tà tu có dâm tâm nặng thường diễn ly chính đạo, bởi chúng vốn không phải là hạng rèn thiện, bồi đức, chuyên nương vào việc hấp tinh khí người để tu luyện. Vì vậy khi bắt được tư tưởng của người có tâm dâm nặng, những rung động tư tưởng này phóng ra giống như làn sóng vi ba, thì bọn chúng khoảng 2-3 tên sẽ dây lấy đương sự và từ sáng đến tối luân phiên ngủ cùng người này, nhắm vào việc rút tinh khí để tu luyện. Người bị bọn chúng dây nhiễu thường sẽ bất giác bùng khởi dâm niệm, thậm chí dù có ở trước tượng Phật cũng không kèm được tâm dâm. Tối tối thường mộng thấy hành lạc, hoặc họ không tự giác, đang ngủ cũng tự thủ dâm nên hay bị mộng tinh, di tinh. Vào ban ngày
đa số những người bị quỷ mị hấp tinh dây hãm bầu bạn thì họ rất suy, mắt lờ đờ, ưa buồn ngủ, tinh thần không phấn chấn, thân tâm mỏi mệt, khẩu khí tanh hôi, uế trược, vân vân. Nếu thấy mình có các triệu chứng như trên thì cần lưu ý, bên cạnh bạn có thể đã hiện diện loài tà dây quanh và bạn sẽ bị chúng quấy rối không buông. Tôi e rằng các bạn sẽ lại tìm tôi nhờ khám bệnh nữa, nên xin mách phương pháp giải quyết tốt nhất là phải lập tức sám hối tất cả niệm dâm dục trong quá khứ, những lỗi nhiễm ô do, xem văn hóa phim ảnh, truyện sách xét, đồi trụy vân vân, từ trên net hay băng đĩa hoặc bất cứ ở đâu. Bạn phải sám hối tất cả không được để sót và cần hạ quyết tâm từ bỏ tà dâm triệt để. Chỉ có tự mình phát dũng khí, thệ nguyện tu hành thanh khiết thực sự thì bạn mới có thể giải quyết tận cội rễ các vấn đề này. Thủ dâm luôn có quỷ hấp tinh theo sau. Tôi quen một tiểu đệ, diện mạo ủ rũ tái xanh, quần mắt đen thâm, chú hay mất ngủ và thức rất khuya. Sau đó tình cờ mà tôi phát hiện chú có thói quen thủ dâm, nên tôi đã bỏ thời gian quan sát, tìm cách giúp chú cải sửa thói tệ này. Khi tôi định tâm nghĩ đến chú một lúc, thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Trong lúc chú đang thủ dâm, thì phía sau chú có rất nhiều hấp tinh quỷ hiện diện. Khi chú làm trò bẩn thỉu này, thì đám quỷ tranh nhau hút tinh khí. Hơn nữa, chúng không phải chỉ có một hai tên thôi đâu, mà là có rất nhiều. Tôi vừa nhìn thấy cảnh này thì nhòm tởm muốn nôn, hèn gì mà bộ dạng chú quá u ám mỏi mệt. Tôi thầm nghĩ, thật không ngờ có người ngốc đến vậy, đem tinh khí thần quý báu của mình biếu hết cho đám yêu tà. Nhìn thấy đám hấp tinh quỷ hàng ngày dây quanh chờ hút tinh khí của chú, trong lòng tôi rất khó chịu. Phải biết, tinh khí thần là nguyên liệu quý báu giúp thông minh sáng trí. Do con người ngu muội không biết nên đã sống buông thả, để mặc cho tinh hoa của mình bị thất thoát rò rỉ hết. Chỉ vì mê dài dây hưởng khoái cảm nhục thể mà cam tâm tự hủy hoại sức khỏe mình. Khi người ta thủ dâm, ngoại tình, tà dục, lang chạ thì luôn có hấp tinh quỷ chầu trực, chờ đợi dùng bữa. Những người hiểu rõ điều này ắt sẽ luôn cẩn thận, quyết giữ gìn sự trinh khiết cho bản thân, không bao giờ dám tự hủy hoại, tiêu quan tinh lực. Vì tổn hại này rất khó bù đắp. Muốn bảo tồn sức khỏe, chúng ta phải nương vào tinh khí thần. Nếu tinh khí thần không đủ thì chẳng thể sống tốt, quỷ mị cũng dễ dàng xâm hại. Ngoài ra đương sự còn bị nhiều bệnh phụ khoa, nam khoa nặng nề khó cứu chữa. Vì hiện thời có rất nhiều người do không hiểu biết mà phóng túng tà dâm nên bị tổn hại. Tôi buộc phải viết ra bài này để cảnh báo, chỉ mong có người đọc xong chịu tin và phát tâm sám hối những lỗi, những nghiệp tội đã tạo, nguyện triệt để từ bỏ thói xấu, được vậy mới có thể hồi phục chánh khí, trăm tà chẳng xâm hại. Xét đánh kẻ tham tàn. Trong bộ sách Pháp Uyển Châu Lâm có thuật lại một câu chuyện xưa như sau. Vào đời Đường, có một nhân sĩ ở Trường Hà Bột Hải tên là Phong Nguyên Tắc. Anh ta vốn là một đầu tể chuyên nghiệp. Có lần ông được Quan Lộc Tử Đại Phu mời trông coi việc đầu bếp. Bấy giờ, gặp lúc vua Vu Điền của Tây Phiên là Quý Tân đến triều cống, Quan Lộc Tự Đại Nhân thiết yến đại khách. Sau khi đại yến, còn dư gần 100 con dê, vua Vu Điền bèn bảo Nguyên Tắc đem chúng đến chùa phóng sinh. Nguyên Tắc nhận lời ủy thác của người, lẽ ra phải thực hiện một cách trung thực. Không ngờ, bỗng nhiên anh ta khởi lên lòng tham, nghĩ rằng những con dê mập này đã đến tay ta, thì lẽ đâu lại đem thả một cách khơi khơi. Do thế, liền bí mật đem gần 100 con dê ấy đem đến lò mổ bán cho đồ tể để nhận được một món tiền ngoài dự kiến, cho nên trong lòng cảm thấy rất phấn khởi. Sự việc ấy trải qua đã mấy năm, Nguyên Tắc đã quên bẵng nó từ lâu, không còn nhớ một chút nào nữa. Ông còn được các bậc đại quan quý nhân giao trách nhiệm trông nom công việc đầu bếp, cho nên thu nhập cũng không đến nỗi tệ, sinh hoạt tương đối thoải mái. Vào mùa hạ tháng 6 năm Long Sóc Nguyên Niên, trong lúc Nguyên Tắc đang đi bộ ở bên ngoài cửa Tuyên Nhân, thì trời bỗng nổi cơn gió lớn, trên không mây đen tụ lại, sấm chớp dữ dội, mưa đổ xuống như cầm chỉnh trúc. Một tiếng sét nổ chát tai làm kinh động toàn thành. Khi ấy, mọi người từ xa trông thấy một kẻ chạy trốn sét không kịp là Nguyên Tắc, đang quỳ bên đường, hai tròng mắt lồi ra, tóc phủ xuống hai tay, đầu ngoẻo xuống hình như đã bị đứt. Người ta tiến lại gần xem thì quả nhiên bộ phận cổ của anh ta đã bị cắt gần đứt,
nửa cái đầu tựa hồ đang bị dao chém, máu me chảy lênh láng. Đây há không phải là Phong Nguyên Tắc, xưa nay rất nổi tiếng là gì? Người quen biết thấy anh ta bị chết thảm hỏi như thế. Đa số người khác vừa chứng kiến thảm cảnh đau thương ấy đều kinh ngạc thốt chẳng ra lời. Không biết một người nào đó từ đâu lên tiếng. Tôi biết hắn ta, đây chính là kẻ bất nhân bất nghĩa vì lòng tham trộm đàn dê đem đi bán, cho nên chung cục rơi vào cảnh huống này vậy. Bán nai bắn nhầm con mình. Phong cảnh đường núi cực kỳ đẹp đẽ, trông ở đâu cũng xanh biếc một màu. Có thể nói, anh chàng Ngô Đường này không những đến đây để thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng, mà hai cha con anh còn là du khách thường xuyên của ngọn núi này vì anh đến đây với mục đích săn bắn. Lưng của Ngô Đường đeo cung tên, nếu bảo anh ta là một tay thần tiễn thiết nghĩ cũng không sai mấy. Vì lẽ anh ta không khi nào bắn trật mà còn là một tay bách bộ xuyên dương, có nghĩa là đứng xa hàng trăm bước mà bắn trúng lá dương liễu, nghĩa là trong tâm tương ứng với cánh tay buông ra. Bất cứ loài mãnh thú nào gặp phải anh ta thì coi như đã gặp phải khắc tinh, khó mà tránh được đại nạn. Lúc bấy giờ, thấy từ nơi xa xa một con vật có sừng. À, thì ra đây là một con hoẳng. Khi thấy con nai con dễ thương này, Ngô Đường đã không sinh lòng thương cảm, mà anh còn lập tức rút tên lắp vào cung, rồi buông dây. Phập một cái, trúng đích. Con nai con ấy lăn quay xuống đất, tắt thở ngay lập tức. Ở phía trái, có một con nai lớn chứng kiến cảnh tượng ấy. Mặc dù thấy con chết đau thương đứt ruột, nhưng phát hiện có bóng người nên chỉ kêu lớn một tiếng rồi tìm đường lẩn tránh. Thế là Ngô Đường cùng con ẩn núp trong một bụi rậm, đứng rình đợi con nai kia xuất hiện trở lại. Đến khi thấy nó dùng lưỡi liếm con nai con, liền lập tức buông tên. Con nai mẹ ấy cũng kết thúc số phận một cách bi thương, nằm quỵ xuống đất. Hạ liên tiếp hai con nai một lúc mà trong tâm ý của Ngô Đường vẫn chưa cho là đủ. Bèn đứng chờ một lát thì hình như có một con nai nữa xuất hiện ở bên cạnh đó, liền dương cung buông tên. Con nai ấy cất tiếng kêu rồi ngã lăn ra. Nhưng mà tiếng kêu thê thảm ấy hình như không phải là tiếng nai kêu mà là tiếng người. Vội vàng chạy đến nơi xem kỹ thì hóa ra con nai mình vừa bắn chết lại chính là con mình. Ôi thôi, phục xuống ôm chầm lấy tử thi của con đau đớn tột cùng. Lúc bấy giờ, bỗng có tiếng văng vẳng trên không trung truyền đến. Này Ngô Đường, ngươi đã biết nỗi đau thương khi con mình chết chưa? Ngươi không hiểu rằng tình thương con của con nai với tình thương con của ngươi nào có khác gì? Đoạn anh ta tựa mình xuống đất trông lên trời. Trong lúc không đề phòng thì bỗng dưng một con mãnh hổ hung dữ từ trong bụi rậm phóng đến nhanh như chớp, cắn lìa cánh tay mà Ngô Đường dùng để bắn. Vậy là Ngô Đường nằm trên vũng máu mà chết.